Và nhạc phẩm sau đây thì Vân xin gửi đến quý vị nhạc phẩm rất là dễ thương của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh được mang tên Ước Gì. Nên trời có anh chẳng chiếu vào. Em đã sống những đêm ngoài kia bên dù bờ cao. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò cùng nhau nghe sóng xô đầy ngàn ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa này. Tình đang chỉ cuối chân trời biết, tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em đừng nghe dòng cười và hơi ngưng đã bao ngày qua, mình luôn sẵn vai cười. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người em yêu hơn. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta nên không giận hờn để rời đây cô đơn vắng tên. Cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có we'll be right back.